Hiệp hội Mía đường Việt Nam VSSA vừa đưa ra dự báo tích cực cho ngành mía đường cả nước trong niên vụ 2022-2023. Cụ thể, diện tích mía sản xuất trong niên vụ 2022-2023 dự kiến đạt khoảng trên 151.300 ha, tăng 3% so với cùng kỳ. Sản lượng mía đưa vào ép đạt gần 8,8 triệu tấn, tăng 16,5%, và sản lượng đường được sản xuất đạt gần 871.000 tấn, tăng 16,6% so với cùng kỳ. Những tín hiệu tích cực trên xuất phát từ nguyên nhân chính là 2-3 năm gần đây, một mặt ngành đường kêu gọi sự hỗ trợ và đặc biệt là nhờ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía nhập khẩu từ các nước ASEAN, lượng đường nhập khẩu vào Việt Nam đã giảm rõ rệt. Đồng thời, công tác chống đường nhập lậu qua biên giới cũng đang được triển khai hiệu quả. Sau khi có những động tác về phòng vệ thương mại, các nhà máy cố gắng nâng thu mua giá mía để phục hồi lại sản xuất. Điều này giúp giá mía tăng cao và hiện giá mía đang ở mức cao nhất trong vòng 5-6 năm gần đây. Cụ thể, giá mía nguyên liệu trong nước đang dao động từ 850 đến 1.150.000 đồng một tấn, tùy thuộc khu vực, cao hơn so với niên vụ năm trước 20.000 đồng một ký. Cả nước hiện còn 25 nhà máy đường đang hoạt động, con số này ngang bằng với năm ngoái và thấp hơn con số 41 nhà máy của những năm trước đó.